Thưa quý vị, Ấn Độ được biết đến là một quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao. Thậm chí, theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, mặc dù chỉ sở hữu 1% tổng số phương tiện giao thông trên thế giới, nhưng Ấn Độ chiếm tới 11% số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trên toàn cầu, cao nhất thế giới. Mới đây, tại Ấn Độ xảy ra một vụ tai nạn khiến 13 nghệ sĩ qua đời và 29 người bị thương đã khiến người dân nước này không khỏi bàng hoàng. Theo bài viết đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Net với tiêu đề 13 nghệ sĩ qua đời trong vụ tai nạn ở Ấn Độ đều trẻ tuổi. Ngày 16 tháng 4, tờ Times of India đưa tin một chiếc xe buýt chở hàng chục thành viên của đoàn ca nhạc đã trượt khỏi đường cao tốc và lao xuống hẻm núi ở miền Tây Ấn Độ. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Kết luận điều tra cho hay, 13 người qua đời trong vụ tai nạn đều trẻ tuổi, trong đó có 4 trẻ vị thành niên và một nạn nhân mới 8 tuổi lần đầu tới thành phố khác biểu diễn. Trong số 29 người bị thương, 5 người đang nguy kịch. Hiện tại, 18 người bị thương được chuyển đến bệnh viện Mahatma Gandhi Mission ở Kamot, 10 người được đưa vào bệnh viện thành phố Kopoli và một người được đưa vào bệnh viện tư nhân ở Kopoli. Một nhân chứng kể lại, trước khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe buýt đi vào đoạn đường cấm để thả hai hành khách xuống. Người này cho hay xe đã va chạm vào một vật thể trên đường khiến tài xế không làm chủ được tình hình. Đại diện đội cảnh sát, ông Atun Zende cho biết, Chiếc xe buýt xuất phát từ Mumbai, thuộc bang Maharashtra trở về thành phố Pune sau khi đoàn ca nhạc hoàn thành buổi biểu diễn. Sự ra đi đột ngột của 13 nghệ sĩ trẻ khiến người dân Ấn Độ bàng hoàng. Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn, đồng thời tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân. Tờ The Guardian cho biết, tai nạn đường bộ chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do lái xe thiếu thận trọng, đường xá, cơ sở vật chất kém đảm bảo, ít được bảo trì và phương tiện cũ kỹ. Theo cảnh sát, hơn 110.000 người thiệt mạng mỗi năm trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp Ấn Độ. Dễ thấy các tai nạn giao thông đang là vấn đề nan dài của quốc gia Hồi giáo này. Thậm chí, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadari đã từng gọi vấn nạn tai nạn giao thông đường bộ ở nước này còn nguy hiểm hơn cả đại dịch COVID-19. Được biết, để kéo giảm tai nạn giao thông, Ấn Độ đang nâng cấp hàng loạt camera quan sát, camera bắn tốc độ trên các tuyến đường cao tốc. Hy vọng những nỗ lực của cơ quan chức năng sẽ sớm cải thiện tình trạng tai nạn giao thông đang báo động tại quốc gia này.